Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng ngày mai, thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, hình thái thời tiết chủ đạo trên địa bàn toàn tỉnh là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 15 đến 34 độ C. Cụ thể, khu vực phía bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Có nắng trong buổi sáng và trưa. Trong thời điểm này, chỉ số tia cực tím cao làm tổn thương đến da và mắt. Chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nên che chắn bằng dù, nón và toa kem chống nắng thường xuyên. Chiều tối mưa dông sẽ quay trở lại, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiều mây, mưa sẽ xuất hiện vào đầu giờ chiều, có nơi có mưa to kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Thưa bà con nông dân, cây họ cà là cây trồng chủ lực, có nhiều lợi thế cạnh tranh ở các vùng nông nghiệp Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Lạc Dương. Trong thời điểm nắng mưa xen kẽ như hiện nay, bà con cần quan tâm đến cách tưới như tưới thấm, tưới phun mà số lần tưới trong tuần có khác nhau. Trong quá trình chăm sóc, bà con cần quan sát độ ẩm của đất, thiếu hoặc dư thừa nước sẽ làm cho cây kém phát triển, khó đậu trái, dễ làm rụng hoa. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết các điểm du lịch chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.